Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Minh Châu. Ngày hôm nay Phước Hưng sẽ có một cái câu đố cho Minh Châu nè. Đối với tất cả sinh viên á, thì món ăn gì quen thuộc với sinh viên nhất? Trời ơi, Hưng hỏi gì mà khó vậy, không biết nữa. Chắc chắn là mì gói rồi. Đúng rồi, và không chỉ sinh viên đâu mà chúng ta cũng rất là quen thuộc. Ngày hôm nay Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị một cái món ăn được chế biến từ mì gói, nhưng hứa hẹn là món ăn này rất là giàu chất dinh dưỡng. Món ăn của ngày hôm nay có tên gọi là mì gói xào bò. Để thực hiện cho món mì gói xào bò thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 2 gói mì, 150g phi lê bò, cải ngọt, hành tây, cà rốt, nấm linh chi, tỏi băm, bột năng khô và một số gia vị thông thường và nước tương phú sĩ. Đầu tiên thì Phương sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ cắt cái phần phi lê bò này ra thành những lát mỏng. Chúng ta sẽ ướp vào đây là 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng cà phê nước tương phú sĩ, 1/3 muỗng bột ngọt Ajinomoto, 1 ít tiêu, trời ơi, cho vào đây thêm 1 ít bột năng khô nữa nha. Phần cải ngọt này Phước Hưng sẽ cắt khúc khoảng 5cm. Còn phần củ hành tây này thì Phước Hưng sẽ cắt lát mỏng. Còn phần cà rốt thì Phước Hưng sẽ cắt sợi vừa ăn. Bây giờ chúng ta đến công đoạn quan trọng là xào mì. Ủa Hưng, mì còn nguyên vắt mà sao mà xào được? Mì thì quý vị chúng ta sẽ trụng sơ qua và chúng ta sẽ cho một ít dầu để chúng ta xóc chung để cho mì nó không có bị dính. Đây là mì mà Phước Hưng đã chuẩn bị đúng không nào? Đúng rồi. Phước Hưng sẽ bắt một cái chảo. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị khán giả, giá chúng ta phải để chảo thật nóng thì chúng ta mới áp chảo mì để cho món mì của chúng ta sẽ giòn và ngon hơn. Trong khi để chảo nóng, chúng ta sẽ pha cái nước sốt để chúng ta xào. Cho vào đây là 1 muỗng canh nước tương phú sĩ, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinon, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/2 muỗng cà phê đường. Tiếp tục Hưng sẽ cho vào đây là 1/2 chén nước lọc. Chúng ta nên pha hỗn hợp sốt trước khi xào để khi xào thì gia vị nó sẽ thấm đều hơn. Chảo của chúng ta cũng đã nóng, Hưng sẽ cho hết cái phần mì gói mà chúng ta đã trụng sơ vào đây. Chúng ta sẽ áp chảo phần mì. Quý vị nên nhớ chúng ta phải áp chảo mì hai mặt có vàng xém cạnh thì mì của chúng ta nó có cái mùi thơm và nó có cái độ giòn hơn. Mì của chúng ta cũng đã vàng xém hai mặt rồi, bây giờ Hưng sẽ cho ra. Tiếp tục cho vào chảo này là khoảng 2 muỗng canh dầu ăn để chúng ta xào cái phần phi lê bò này. Cho vô đây một ít tỏi băm, cho hết cái phần bò vào đây. Wow. Cho vào đây một ít nước để cho nó chín đều bò hơn. Khi mà bò đã săn lại, Hưng sẽ tắt bếp, chúng ta sẽ cho hết ra đĩa. Tiếp tục thì Hưng sẽ cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng canh dầu ăn để chúng ta xào cái phần rau củ này. Cho vào đây khoảng 1 muỗng canh tỏi băm, cho hết cái phần rau củ vào. Món này nhiều dưỡng chất quá, nhiều vitamin nữa. Đúng rồi, cho hết cái phần nước sốt mà chúng ta đã pha vào đây. Vì đây là một món mì xào nên quý vị chúng ta đừng xào lâu quá thì tất cả các rau củ của chúng ta nó sẽ bị quá mềm, khi ăn thì nó sẽ không ngon. Khi mà quý vị thấy nước sốt ở trong chảo đã vừa sôi lên lại, Hưng sẽ cho hết cái phần bò mà chúng ta đã xào từ ban đầu vào. Hưng ơi, hình như cháu thấy là các loại rau hơi bị nhiều nước thì phải. Không sao đâu Minh Châu, vì chúng ta sẽ cho một ít nước bột năng vào trong nước xào để nước sốt sánh lại và món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ Hưng sẽ cho mì vào đây nha. Cho phần rau củ lên. Cho lên đây một ít ngò nè, rồi một ít ớt sợi nha. Nếu như mà món ăn của chúng ta có hơi lạc thì quý vị chúng ta có thể ăn kèm với nước tương phú sĩ, trong đó có ớt lát thì cũng rất là ngon. Rồi mời Châu. Cảm ơn Phước Hưng. Hưng ơi, đây không phải lần đầu Châu ăn mì gói xào bò, nói thật là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay ăn mì gói xào bò do Hưng thực hiện thì hoàn toàn khác với những lần trước. Sợi mì rất là giòn, ở bên ngoài hơi xém xém, do đó thơm, ăn vào dai dai, rất là đặc biệt. Và dĩ nhiên là cái phần sốt bò này đã làm cho món ăn càng đậm đà hơn nữa, càng hấp dẫn hơn nữa. Thịt bò mềm nè, kết hợp với rau củ quả tươi ngon, giúp cho chúng ta cảm thấy là món ăn này rất là bổ dưỡng và dĩ nhiên là cũng rất ngon miệng nữa. Cũng Hưng tin rằng một cái món ăn này rất là ngon mà lại dễ làm nữa thì quý vị chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện cho trong gia đình của chúng ta ăn nha. Quý vị ơi, nếu như mà quý vị bỏ sót một chi tiết nào trong chương trình hoặc muốn xem lại công thức của món ngon ngày hôm nay thì quý vị hãy truy cập ngay vào website mongonmoinngay.com nha. Còn bây giờ thì Phước Hưng và Minh Châu xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.